Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước, minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh, Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh Pháp Hữu từ bi hoan hỷ đăng đàn để giảng dạy đề tài hôm nay: tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Số 13, cách giới cái chết không thể tránh được. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Nhật Quỳnh xin kính mời huynh ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Không biết chị có nghe rõ, không biết cho trong rung có nghe rõ. Sáng giờ tìm cái để điều chỉnh cái microphone mà Windows cái hệ điều hành nó mới, cái version mới này nó hơi khó dùng, nó cứ loay quay hoài. Dạ, cảm ơn các bạn. Con xin kính lễ quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị. Trước hết để bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp, đàm luận Phật pháp, chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavang tang apivadeimi swakato bhagavata thammo thammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, thầy tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang thammang sangkhang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay.
À, đó là về trình bày về chương 13, cái chết không thể tránh được, của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, những lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy của Ngài Thị Khưu Analayo. Thì tỉnh thoảng chúng tôi có đưa ra cái thông bản thông báo để các anh chị vào được rồi thì xin cho biết, thỉnh thoảng cho chúng tôi biết đánh số 1 để biết là đường truyền còn tốt và có bông hồng. Thì trong khoảng 12 cái bài nói chuyện vừa qua, tức là coi như 3 tháng qua, mỗi tháng 4 bài, chúng tôi trình bày 12 chương đầu tiên của cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Cuốn sách này gồm có 24 chương, chia ra làm hai phần rõ rệt. 12 chương đầu, từ chương 1 đến chương 12, Ngài Analayo trình bày về bệnh, cái bệnh. Và chương 13, tức là ngày hôm nay, cho đến chương 24, tức là trình bày những lời Phật dạy về cái chết, có những cái đề tài khác nhau, hoặc là đôi khi có những trường hợp như vị đại đệ tử lúc cần lâm chung có những cái hành động, có những cái lời nhắn nhủ như thế nào chúng ta học. Và những lời Phật dạy ở đây là trích từ trong tạng A Hàm của Hán Tạng, đồng thời có so sánh đối chiếu với tạng Pali, để chúng ta thấy cái chúng ta gọi là những lời, những cái kinh văn nguyên thủy được ghi lại trong thời Phật giáo sơ kỳ, tức là trong thời Đức Phật còn tại thế. Ngày nay thì tương đối được lưu trữ ở hai cái hệ thống chính. Hệ thống thứ nhất là hệ thống Pali của Phật giáo Nam truyền, đầu tiên là viết xuống và tích lưu trữ ở Sri Lanka, rồi sau đó được truyền sang Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và miền Nam Việt Nam. Hướng thứ hai là khi Đạo Phật được truyền sang Trung Quốc, thì có một số tăng sĩ ở Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc đem theo những bài kinh, những tài liệu kinh điển và dịch sang tiếng Hán. Và đồng thời cũng có một số tăng sĩ Trung Quốc đi qua Ấn Độ để mà thịnh kinh về và dịch, và được lưu trữ trong cái kho tàng Hán Tạng. Và các nhà học giả Phật giáo ngày nay thì đều đồng ý rằng xem như là cái nguồn A Hàm có trong những cái bộ A Hàm trong Hán Tạng xem như cũng rất là nguyên thủy, tương đương với lại bộ Pali. Chỉ có một điều tiếc là sau khi dịch sang tiếng Hán rồi thì những nguyên gốc tiếng Phạn không còn giữ nữa, ra rất là không thể so sánh một cách trực tiếp được. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đọc và trích ra hoặc là thấy được những cái phần chính, những cái nội dung cơ bản, và thấy rất là tương đương giữa hai hệ thống, hệ Nam truyền và hệ Bắc truyền. Đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta có cái may mắn là toàn thể 4 bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm đều đã dịch sang tiếng Việt, tiếng Quốc ngữ 2 lần. Lần đầu là do Ngài Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thanh Từ, rồi sau này thì có Ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch sang, và Hòa Thượng Đức Thắng dịch sang, nó có 2 bản dịch sang tiếng Việt. Và có phổ biến ở trên mạng để chúng ta có thể đọc so sánh đối chiếu. Còn riêng về tạng Pali thì đầu tiên có Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch, rồi sau đó thì có Sư Indachanda và một số các vị tăng sĩ khác cũng dịch ra tiếng Việt và có phổ biến ở trên mạng. Đó là cái trường bộ, trung bộ, tư ưng bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ, 5 bộ tất cả. Xem như là hoàn tất cả tiểu bộ 15 tập rồi, đều đã được dịch hoàn tất. Nó thì ra người Việt chúng ta thật sự ra so với các cộng đồng Phật giáo khác ở trên thế giới thì chúng ta có một cái may mắn đó, một cái đại phước duyên là cả hai hệ thống, hệ A Hàm và hệ Pali Nikaya đều đã được dịch sang tiếng Việt để chúng ta đọc và có phổ biến trên mạng này, và in đi in lại nhiều lần. Chúng tôi lúc nào cũng khuyến khích, và ngay bản thân chúng tôi cũng vậy, thường xuyên đọc tìm hiểu lời Phật dạy được ghi trong hai cái hệ thống tương đối là gần nguyên thủy nhất, nếu mà không gọi là nguyên thủy thì cũng là gần nguyên thủy nhất so với những cái hệ thống kinh điển khác. Và chúng ta có thể đọc cái đó như là cái gốc, rồi từ đó có thể đọc thêm những cái hệ phát triển về sau này.
chúng ta cần phải nắm cái gốc trước, đó là cái quan niệm của chúng tôi. Và vì vậy mà chúng tôi cố gắng giới thiệu những cuốn sách nào mà mình có cái phước duyên đọc được và mình thấy hay, để thứ nhất là mình đọc rồi mình suy ngẫm, rồi mình sắp xếp lại, rồi mình trình bày, thì cũng là hình thức để cho mình nhớ, để mình hiểu thêm, có lợi cho riêng bản thân mình, đồng thời cũng chia sẻ và giới thiệu với các anh chị khác. Và cái cuốn Tỉnh thức đối diện bệnh tật và cái chết này được chúng tôi trình bày một lần rồi vào năm ngoái, thì bây giờ chúng tôi trình bày lại lần thứ hai, và mỗi lần mình ôn lại thì mình cảm thấy mình có hiểu sâu hơn và mình thấy có một cái niềm tin gia tăng hơn. Và nhất là cái đề tài này là đề tài rất là quan trọng, bệnh và chết. Thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày những lời Phật dạy về ba cái điều, thật sự là bốn, nhưng mà đó là sinh lão bệnh tử, sinh già bệnh chết. Mà mình đã sinh ra rồi thì bây giờ thì mình chỉ còn có cái già, cái bệnh và cái chết thôi. Mà đây không phải là cái điều bi quan. Người ta không hiểu được, người ta nói mình lúc nào cũng nói chuyện bệnh hoạn này nọ, nhất là người Tây Phương họ sợ lắm. Họ sợ nói về họ già, nó sợ về cái chết. Nó là một trong những điều cấm kỵ mà khi gặp nhau là không có nên nói ra. Nói ra nó mất vui. Nhưng mà đối với người Á Đông mình thì mình thấy chuyện bình thường. Mà chúng tôi thấy đó cũng là một cái thái độ thực tế của Đạo Phật. Chúng ta nhìn cái khách quan, mà không phải nhìn như vậy rồi mình đâm, mình lo rầu, mình buồn bã, rồi mình buông bỏ, không có. Mình nhìn sự thật để mình thấy được là bây giờ mình còn sống được, còn khỏe, đầu óc còn minh mẫn, thân thể tương đối còn khỏe mạnh, thì mình vẫn còn có thể đóng góp, có thể tạo phước, có thể phục vụ, có thể tạo những thiện nghiệp, có thể tu tập để đưa đến giác ngộ giải thoát, chưa đến cái việc không còn phải tái sinh nữa. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của tối hậu của mọi người con Phật. Và nói như vậy thì cũng phải nói thêm rằng nó phải đi ra từng giai đoạn, phải kiên nhẫn, phải kiên trì, không có đốt giai đoạn được. Đôi khi người ta đi tìm con đường dễ, con đường tắt, đốt giai đoạn, cái điều đó là cái điều cũng rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải để ý để mà tránh. Thì chúng ta ngồi ở đây, còn ngồi ở đây, trong khi Đức Phật đã truyền đạo hơn 2.500 trước, 2.600 năm rồi mà chúng ta vẫn còn ngồi ở đây, tức là theo lời của Ngài Hòa Thượng Thanh Từ, thì chúng ta là những người phước mỏng mà nghiệp dày, chúng ta tạo nghiệp nhiều lắm, nên để bây giờ vẫn còn ngồi ở đây, cũng còn luân hồi. Nhưng mà mình cũng có phước duyên so với lại những người khác trên thế giới. Bây giờ thế giới 7 tỷ người thì mình thấy có bao nhiêu người thật sự là hiểu và hành và cố gắng học về Đạo Phật để tu tập. Có bao nhiêu người thật sự như vậy? Ngay giờ phút này có bao nhiêu người vào mà suy tư, suy ngẫm, đọc kinh sách, hoặc là vào trong những cái room power talk, hoặc những cái diễn đàn ở trên mạng để mà trao đổi về Phật Pháp? Rất ít, thành phần rất là ít. Là mình có cái phước duyên, có lẽ là mình trong những cái đời trước, những kiếp trước mình cũng đã từng có cơ hội gần gũi Phật Pháp rồi, thì kiếp này mới tiếp tục. Và như vậy thì chúng ta cũng nên cố gắng, nếu mà không xong kiếp này thì ít ra mình có một cái đà để mình tái sinh vào những kiếp sau mình tiếp tục đi. Bởi vì theo cái quan điểm của Đạo Phật, chúng ta không phải chỉ có một kiếp thôi, chúng ta còn phải tái sinh luân hồi nữa. Nhưng mà mình phải làm sao để mình tạo một cái đường, một cái hướng, để mà nếu mà mình có tái sinh thì mình phải tiếp tục cái con đường đó, chứ không có mất con đường, không mất cái hướng. Cái điều đó quan trọng. Nhất là những người già như chúng tôi rồi, thấy cái chết cận kề, có thể chết bất cứ lúc nào. Bây giờ thì chúng tôi ít có tiếp xúc với người ngoài, nhưng mà thỉnh thoảng là lại có tin bạn bè lần lượt ra đi, rồi phải đi dự đám tang nhiều hơn là đi dự đám cưới. Hầu như là cả năm qua chúng tôi không có dự một cái đám cưới nào hết đó. Mấy đứa nhỏ nó lớn hết rồi, nó lập gia đình hết rồi, vậy không còn có dịp nào mà đi ăn đám cưới hết. Nhưng mà đi dự đám tang thì nhiều, hầu như tháng nào cũng dự đám tang hết. Nên mình thấy lần lượt như vậy. Và những người mình quen biết ở thành phố này từ khi mình mới sang đi lập nghiệp, nhìn lại thì 30-40 năm rồi đấy. Bây giờ những cái người bạn đó thì cũng là trên 60, 70, 80 hết rồi. Mỗi lần đi dự đám tang như vậy rồi thấy bạn bè tới gặp lại bạn cũ, mình thấy là người nào cũng lụm cụm hết rồi, tóc bạc đi, lưng còm đi, lụm cụm hết rồi. Mặc dầu cười như vậy nhưng mà cũng thấy còn khỏe. Nhưng mà cái khỏe trong tuổi già tức là tương đối thôi.
Đây. Và cái bệnh nó lúc nào cũng có. Đức Phật có dạy thôi, đừng có quá tự, đừng có quá chủ quan, mà cũng đừng có chạy theo những cái tuyên truyền quảng cáo là những cái thuốc trường sinh bất tử, ăn cái thứ cỏ này, uống cái cọng, uống cái thứ rau kia này kia để mà khỏe mạnh, phải coi chừng cái chuyện đó. Ngay cái khoa học, những y học Tây phương họ cũng nói, cũng chấp nhận. Bởi vậy mà mình mới thấy rằng trong cái xã hội ngày xưa ở Việt Nam rồi bây giờ qua Tây phương thì mình thấy rằng cho 55 tuổi là bắt đầu cho về hưu. Sau này người ta sống khỏe hơn thì có thể lên 60, bây giờ 65. Ngay cả xứ Úc bây giờ mà tiến tới 67 tuổi, nhưng mà rồi cũng phải cho về hưu. Bởi vì coi như hết xài rồi, già rồi, yếu rồi. Những chuyện đó, cái chuyện theo cái thống kê là như vậy. Nhiều khi mình nhìn rồi mình thấy có những người mình nói nhau, cái ông đó bà đó 70-80 tuổi mà còn khỏe mạnh, đi đánh tennis này kia. Nhưng mà đó là những cái trường hợp đặc biệt. Bây giờ mình nhìn cái chung chung, cái gì mà mình nhất là cái sức khỏe của mình và cái cuộc đời của mình phải nhìn cái chung, đừng có nhìn cái đặc biệt. Cái chung chung, cái trung bình thì mình thấy là trên 60 là bắt đầu có vấn đề rồi. Như cái xe cũ, cái xe mà chạy 10 năm là bắt đầu có vấn đề, chạy 15 năm là bắt đầu hư tới hư lui rồi, cho dù cái xe đó là cái xe của Đức hay là của Anh hay của Mỹ cái gì cũng vậy. Cái bộ máy mình sẽ sử dụng rồi, nhất là cái bộ máy của mình, cái tim của mình chẳng hạn, đập liên tục không ngừng, cái xe chạy còn ngừng còn nghỉ cả đêm, là anh bỏ trong gara ổ xe nghỉ. Còn cái trái tim của mình là đập không ngừng từ khi mà mình bắt đầu hình thành ở trong bụng mẹ cho tới bây giờ, có lúc nào nó ngừng nghỉ đâu. Cái phổi của mình cũng vậy, làm việc liên tục thì nó phải hư thôi. Cái chuyện đó chuyện bình thường, mình phải nhìn như vậy. Mình nhìn như vậy để mình có cái nhìn thực tế. Thứ nhất là mình không có trốn tránh, không có bị tuyên truyền quảng cáo. Cái chuyện đó là cái chuyện mình phải để ý cái chuyện đó. Có nhiều người họ nói là tu theo cái pháp này, luyện yoga cái pháp kia là được khỏe mạnh đời đời, không có. Chỉ có chút là thôi. Bây giờ dù hành thiền cũng vậy, mình nhìn lại cả những bậc A-la-hán, Đức Phật cũng vậy, và những đại đệ tử của Ngài là cũng già, cũng bệnh, cũng đau tới đau lui rồi chết. Đức Phật cũng đau, những cái lúc mà Ngài lớn tuổi rồi, Ngài nhiều khi ngồi giảng Ngài cũng đau lưng này nọ, Ngài phải nằm nghỉ rồi Ngài dạy, Ngài cho Ngài Xá Lợi Phất hoặc là Ananda thay thế để mà giảng, Ngài chỉ nằm xuống Ngài nghe thôi. Mình thấy rõ. Rồi có những khi Ngài cũng bị bệnh đau nặng ghê lắm, đau dữ dội, nhưng mà cái tâm các Ngài thì các Ngài vững vàng. Các Ngài những bậc giác ngộ thì cái tâm không bị ảnh hưởng, cái thân có đau nhưng mà cái tâm không đau theo. Nhưng mà nhớ cái thân xác là nó như vậy. Ốp huống hồ gì là mình. Nhất là những người như chúng tôi ngày xưa không có biết đạo, còn trẻ là còn ăn chơi trác tán đủ thứ chuyện, nhậu nhẹt rồi này nọ, nó cũng ảnh hưởng cho tới cái thân thể của mình chứ không phải là không. Hoặc là những người khoảng cỡ tuổi tôi, tức là khoảng 70 trở lên, là đều trải qua cái thời kỳ chiến tranh, rồi thời kỳ bao cấp, thời kỳ khó khăn kinh tế này nọ, ăn uống thất thường, không có đầy đủ chất bổ dưỡng này nọ, nó ảnh hưởng lên cái cơ thể của mình. Hoặc là bây giờ mình sống trong những cái môi trường mà bị ô nhiễm, mặc dù ngay cả trong xứ Tây phương cũng ô nhiễm không khí, ô nhiễm đủ thứ, rồi trong những thứ mình ăn uống rồi đều có những cái chất hóa học, những cái mầm mống mà gây bệnh ung thư cũng có trong nằm trong đó hết, không có tránh được. Cái chuyện đó là mình thấy cái bệnh nó là có sẵn như vậy. Vậy mà trong 12 chương đầu tiên là nói về cái bệnh, tức là mình đối phó, mình có cái nhìn với cái bệnh như thế nào và mình khuyên người bệnh như thế nào. Và 12 chương tiếp này, từ chương 13 chương 24 là nói về cái chết. Và chết không phải là hết, mình nhớ như vậy. Đối với cái nhìn của Phật giáo chúng ta thấy nó chỉ là một cái chặng đường thôi, một chặng đường dài rồi mình lại tái sinh luân hồi nữa. Và mình thấy cái quả địa cầu mình càng ngày càng đi xuống. Cái điều đó là mình, bởi vì người ta sinh ra nhiều rồi, nhiều hoạt động về môi trường, tàn phá môi trường, chiến tranh đủ thứ, mình thấy không? Càng ngày càng đi xuống. Thành ra mình phải cố gắng lợi dụng cái gì lúc mà mình còn sống, cố gắng tu tập. Rồi mình cũng đừng có quá bi quan, bởi vì không phải chỉ có trái địa cầu này thôi. Không phải chỉ có cái hệ mặt trời thôi, ta nhìn lên trời một cái đêm nào mà không mưa mà nó trong sẽ thấy đầy sao hết.
Mỗi một cái ngôi sao như vậy là tương ứng với một mặt trời, và chung quanh sẽ có nhiều quả địa cầu quay xung quanh cái hệ mặt trời đó, hằng hà sa số. Và nếu mà có quả địa cầu tương tự như địa cầu của chúng ta thì nó cũng có đầy đủ cái điều kiện sống, nghĩa là cũng có một cái chúng sinh, một cái lớp loài chúng sinh nào đó tương tự như loài người đang sống ở trên đó. Thì có thể là mình chết ở đây, cái địa cầu này bị hư hỏng rồi bị tan hoang, thì mình sẽ tái sinh về những cái quả địa cầu khác ở trong cái vũ trụ này. Nếu mình nhìn như vậy rồi thì mình không có sợ, không có quá bi quan, nhưng rồi muốn kẹt cứ lẩn quẩn cái hoài không có thoát nè, nếu mình không chịu tu tập ra. Nó có một cái, mình có phải có cái nhìn cân bằng như vậy. Thứ nhất là mình phải lợi dụng cái thời gian mình còn sống, còn sáng suốt, tu được lúc nào hay lúc đó làm thiện nghiệp, cố gắng giảm thiểu những ác nghiệp, những bất thiện nghiệp, hướng cái con đường mình tới một cái hướng mà cái mục tiêu cuối cùng, mục tiêu tối hậu, mình hướng về đó. Mà mình cũng không có lên lo sợ lắm, mình xem như cái chết như là một chặng đường thôi, một cái chặng đường rồi mình lại tiếp tục. Nhưng mà mình làm sao mình sửa soạn cho tốt để mình tái sinh vào những cái cõi tương đối thuận tiện, tốt lành, cõi trời hay cõi người, để mình tiếp tục cái con đường của mình, thay vì mình lầm lạc tạo ác nghiệp rồi mình tái sinh làm thú vật vào địa ngục hay làm ngạ quỷ Atula rất là khổ, không biết bao giờ mới thoát ra được. Cũng có thể hết rồi nó cũng thoát, nhưng mà nó lâu dài hết, mình không có muốn như vậy. Là cái tốt nhất là làm sao mình tái sinh làm người hay làm trời, trong cái cõi trời mình có thể tiếp tục tu tập. Ngay cả khi tái sinh làm người thì cũng phải tái sinh, mình phải tạo những cái thiện nghiệp, làm sao những cái duyên tốt, làm sao để mà vào những cái cảnh và vào những cái hoàn cảnh trong những cái xã hội mà có đủ cái điều kiện, những có những cái điều kiện thuận tiện để mình tu tập. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ là mình tái sinh vào những cái những nơi đói khổ, những nơi đang có chiến tranh tàn phá, hoặc là những nơi không có đạo Phật, thì dù làm người mình cũng không có sinh, không có, cũng không có tu tập được gì, cũng khổ lắm. Là tái sinh làm sao vào những cảnh, những cái môi trường thuận tiện, có bạn đạo tốt, có tu sĩ tốt, còn Phật pháp để mình tiếp tục. Thì cái đó cũng là cái quan trọng, mà quan trọng nhất là do cái hướng của mình. Lúc đừng có quên, lúc nào mình cũng phải có cái tác ý tốt hướng về đó. Thì mình khi mà mình hướng về đó thì Đức Phật cũng ở đó, cũng như cái cây nó ngã xuống, nó ngã theo cái chiều gió thổi thì nó ngã theo cái chiều, một cái chiều mình đã định hướng trước rồi. Nữa là nếu mà mình có một cái hướng tốt thì mình cứ tiếp tục đi thôi. Đó là những gì chúng tôi xin trình bày sơ lược như vậy. Bây giờ thì xin trở lại cái vấn đề ngày hôm nay. Bây giờ cái mà anh chị vào trong cái chương đầu tiên, cái hình đầu tiên, thì đây là cái hình chỉ bản mục lục của cuốn sách Tỉnh thức đối diện trước bệnh tật và cái chết, có 24 chương chia làm hai phần rõ ràng, từ chương 1 đến chương 12 là về nói về bệnh, và chương 13 là ngày hôm nay chúng tôi có đến cái dấu sao màu đỏ, cho đến chương 24 là trong 12 chương tới chúng ta sẽ nói về cái chết. Rồi cuối cùng có cái phần kết luận về các hướng dẫn hành thiền dựa trong cái bài kinh, dựa theo cái bài kinh Giramananda có 10 cái 10 đề mục để chúng ta quán niệm. Thì cái này chúng tôi có trình bày rồi và có tóm tắt lại, có in thành một tập sách nhỏ, và hiện nay thì cũng có đưa ra một cái dạng PDF. Nếu anh chị nào chưa có cuốn sách đó thì có thể tải về rồi in ra cuốn sách mỏng thôi để đọc để mà chúng ta tập tử hư thực tập. Và những cái đề tài trong 10 cái pháp quán tưởng này, từ quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, rồi tới quán hơi thở này nọ, cũng là những cái đề tài chúng ta nghe tới nghe lui hoài, có bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà trình bày theo một cái dạng thức khác cũng là một cái điều tốt để mà chúng ta ôn lại hoặc là chúng ta thực tập. Và hôm nay thì nói về chương 13, nói về cái chết, và cũng nói về thêm những cái bài kinh về Phật độc giác, 10 lực, 4 pháp vô sở quý của Như Lai, là những cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải biết. Em mời anh chị ra qua cái một cái biểu đồ tiếp, cái biểu đồ duy nhất ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Đây là chúng tôi tóm tắt lại lời Phật dạy trong hai hệ, hệ A Hàm cũng như là hệ Nikaya. Thì trong tạp A Hàm, Đức Phật có bài kinh chút xíu để chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết
nói rõ ràng có ba pháp mà tất cả thế gian không yêu không mến. Ba pháp đó mình không muốn nghe, nhưng mà nó tới cho nên không có nào trốn được. Đó là già, bệnh, chết. Già, bệnh, chết. Nếu không có ba pháp này mà thế gian không yêu không mến thì chư Phật Thế Tôn không xuất hiện ở đời, và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Vì có ba pháp này nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời, và thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Bây giờ có ba pháp đó, mình không thích nghe nhưng mà không thể trách được, là già, rồi bệnh, rồi chết. Bây giờ mình có mặt ở đây tức là sinh ra rồi, bây giờ chỉ có già đi, bệnh hoài, tới bệnh thôi rồi cuối cùng chết. Nhưng mà nhờ có ba cái pháp đó thì Đức Phật mới ra đời để mà chỉ chúng ta con đường làm sao chúng ta đối phó trực diện một cách bình tĩnh với già, với bệnh và chết, và làm sao thoát khỏi cái đó, tức là không còn già, không còn bệnh, không còn chết, nghĩa là không còn sinh, chỉ có đường duy nhất đó mà thôi. Đó là nói về trong tạp A Hàm. Bây giờ trong tăng chi bộ của tạng Pali, Nikaya Pali thì cũng nói tương tự như vậy. Này các tỳ khưu, nếu ba pháp không có mặt ở đời, Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác không xuất hiện, pháp và luật được Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ. Có ba pháp đó, nếu mà không có thì Đức Phật còn gọi có danh hiệu khác là Như Lai, và Ngài cũng là một A La Hán. Chúng ta nhớ như vậy, theo cái nhìn của bậc Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì A La Hán cũng là Phật, Phật là A La Hán. Okay. Đó là ứng cúng, tức là diệt tận những cái phiền não, là không còn tái sinh luân hồi nữa, vô sinh. Đó cái nghĩa như vậy. Chỉ có khác biệt đó là Đức Phật là người chỉ và dạy, khơi bời ra một cái kỷ nguyên mới về Phật pháp, trong khi A La Hán là thường thường để chỉ những bậc đạo đệ tử đi theo con đường đó. Nhưng mà nói về khả năng giác ngộ thì giống như nhau, chỉ khác nhau là cái khả năng giáo thuyết người khác, thì Đức Phật có cái khả năng rộng rãi hơn. Chánh đẳng giác xuất hiện, pháp và luật của Như Lai thuyết giảng, chúng ta thấy rõ rồi. Trong kinh điển Nguyên Thủy chỉ nói pháp và luật thôi, tức là Phật pháp và nói về những cái giới luật thôi, chứ không có nói về vi diệu pháp hay A Tỳ Đàm. Về sau này thì mới phát triển ra thêm cái bộ môn đó. Trong kinh điển Nguyên Thủy chỉ nói pháp và luật. Thế nào là ba? Sinh, già, chết. Ở đây thì hơi khác biệt một chút, tức là thay vì nói lão thì không nói mà. Nhưng mà chỉ có cái sinh, cái già, cái chết, không có nói về bệnh. Nhưng mà chúng ta cũng thể hiểu được như vậy. Nó nằm ở trong cái già. Bệnh thì già lúc nào nó cũng bệnh. Nếu ba pháp này không có mặt ở đời, Như Lai và A-la-hán chánh đẳng giác không xuất hiện, pháp và luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ. Bởi vì ba pháp này có mặt ở đời, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, pháp và luật do Như Lai thuyết giảng được nêu rõ. Pháp và luật, Dhamma Vinaya. Thấy rõ như vậy. Đó là trích từ Tăng Chi Bộ, chương 10 Pháp, bài kinh số 76. Thì bữa nay chúng ta chỉ có một cái bản đó thôi. Bây giờ thì chúng tôi mời các anh chị trở lại cái chỉ mục chính, để chúng ta sẽ đọc cái phần dịch của chương này. Cái chết không thể tránh được, chương 13. Phần 1, giới thiệu. Nghiên cứu của tôi, tức là Ngài Bhikkhu Anālayo, về các bản kinh Nguyên Thủy liên quan đến chủ đề về bệnh tật được trình bày trong 12 chương trước. Bây giờ chuyển sang chủ đề có liên quan chặt chẽ với bệnh tật về cái chết sẽ được trình bày trong 12 chương còn lại. Tức 12 chương đầu thì Ngài nói về cái bệnh. Bây giờ tiếp theo cái bệnh là chết, có liên quan chặt chẽ với nhau. Tình trạng khó khăn của cái chết được đưa ra rõ ràng trong sự thật đầu tiên của bốn sự thật cao quý tứ thánh đế đã được trình bày trong chương 1, như là một khuôn khổ nền tảng của Phật giáo về bệnh tật và cái chết. Sự thật đầu tiên này cho thấy cái chết cùng với sinh, già và bệnh là một biểu hiện của khổ. Cái khổ về thân. Chúng ta có khổ, khổ về tâm, khổ về thân. Cái khổ về thân ở đây là chúng ta sinh ra, chúng ta thấy rõ ràng như vậy.
Không có đứa nào mà bẻ ra nào sinh ra mà cười hết trơn. Nếu nghe đồn như vậy chúng ta không thấy nè, đứa nào sinh ra rồi cũng khóc hết, sợ quá khóc. Đang nằm một cách ở một cách thoải mái trong bụng mẹ, ăn có sẵn, điều nhiệt độ này điều hòa, nằm êm ái ở trong bụng mẹ, giờ ra ngoài tự nhiên thấy khác lạ thì khóc một cách lạ lùng. Chúng ta nhớ như vậy, cuộc đời nó vô thường, cũng như tưởng tượng như là mình bây giờ phải bắt bị đài vào một sứ mệnh khác, chúng ta cảm giác như vậy thôi, bơ vơ lạc lõng lo sợ đủ thứ. Các anh chị nào ở trong xứ hoài thì mà ngay ở trong xứ không vậy, nếu mà ví dụ như đang ở Sài Gòn bây giờ có việc làm hay là được chuyển thiên chuyển đi ra ngoài Trung hay ra ngoài Bắc này, nó tự nhiên ra ngoài đó thấy không quen biết vậy, xa lạ nhưng cảm thấy lo sợ đủ thứ, không biết tương lai như thế nào, bất định, không ra khỏi cái nôi an toàn của mình, nhất là những người phải đi làm ăn qua một xứ khác, như là bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi mà qua xứ Úc lần đầu tiên, khăn gói qua đây một mình bằng đêm, xuống phi trường 3 giờ sáng rồi mình thấy lạc lõng vậy đó. Rồi sau đó thì lúc đó thì chưa có bà con cũng không có, bà xã cũng chưa có qua được. Thì ở một mình, ban đêm ở mình trong cái cư xá của sinh viên, lúc đó chung quanh là toàn là người Tây, người Úc, không nói tiếng Anh không. Mình thấy rất là lạc lõng, rõ ràng. Nó cũng là một cái sợ, cái khổ, chứ không phải là không. À, những người nào mà từng đi du học hay ở qua một xứ lạ ở một mình thì thấy có hiểu được điều đó. Rồi mình có từ đó mình có liên tưởng lại, ngược lại lúc mà mình nằm ở trong cái bụng mẹ, mình sung sướng, mình thấy an toàn như thế nào, được mẹ che chở, bây giờ mình bung cái tung ra ngoài cái tất cả lạ lùng hết, cái sinh rồi già từ từ rồi lão rồi bệnh đau phải chết, đó là biểu hiện của khổ, đó là cái sự thật thứ nhất. Cuộc đời chúng ta thấy như vậy, rồi sinh ra con người mình thấy được, phải ý thức được điều đó. Sự thật thứ hai, trong tứ thánh đế xác định tham ái là nguồn gốc phát sinh khổ. Chúng ta tham đủ thứ, tham dục vào cái dục giới, tham không cái tham dục giới này nữa thì cũng lại tham ở trong cái cõi sắc giới, cõi sắc giới không tham còn tham nữa, qua cái cõi vô sắc giới cứ vậy hoài, dấm chặt vào đó. Trong trường hợp tử vong, khi người ta càng cố gắng nắm bắt tham ái và chấp trước thì sẽ càng thấy cái chết đe dọa nghiêm trọng. Do đó, sợ chết có thể được xem như là thước đo mức độ gắn bó của một người và sự tồn tại của cái thân thể này. Mình dính mắc một cái thân thể mình sợ lắm. Sợ chết. Mình sợ người ta chỉ phải buông nó ra thì không biết đi về đâu. Lo sợ đủ thứ. Và nhất là mình từ nhỏ đến lớn bị tuyên truyền đó. Ma, rồi quỷ, rồi địa ngục này kia. Mình lo sợ đủ thứ. Nhưng mà không có tránh được. Đó là cái khổ của mình. Mình càng nắm bắt thì càng thấy khổ. Rồi phải buồn. Phải tập chết. Tập chết ngay từ bây giờ. Không phải là bi quan mình tập. Mình phải nghiên cứu. Để thấy rõ. Chúng ta đang học bây giờ. Bởi vì theo những cái những người mà họ từ cõi chết trở về. Tức là họ tưởng là chết nhưng mà không chết được. Bất tỉnh. Về một cái tình trạng nào đó. Cái thức nó thoát ra. Nó không dính mắc vào trong cái thân xác. Thoát ra ngoài rồi họ thấy được ánh sáng này khi họ về. Rồi những người mà nhập thiền là cũng có cảm giác được như vậy. Khi những vị vị mà nó nhập thiền, thiền tương đối an định rồi thì cái thức nó không có dính mắc vào trong cái thân xác này. Rồi có thấy rõ sự tách rời. Rồi bây giờ mình tập làm sao mình thấy được, mình không có dính mắc vào cái thân. Để mình bền qua làm quen từ từ. Trước sau thì mình cũng phải chết thôi. Phải đi bỏ cái thân xác này, cũng giống như là trước sau mình cũng phải bỏ xứ mà đi thôi. Qua một xứ làm ăn một xứ khác. Bây giờ mình phải nghiên cứu coi cái xứ khác đó nó như thế nào. Rồi cái tâm trạng của người mà xa xứ như thế nào, rồi cái người mà đi vào cái xứ mới như thế nào. Mình sửa soạn. Sự thật thứ ba có liên quan đến việc chấm dứt khổ. Ngụ ý rằng chúng ta có thể có thái độ tự do, không khổ lúc chết và lúc sắp chết. Tức là mình có thể tập được, mà tập được như vậy thì mình sẽ bớt khổ đi, có thể không khổ khi mình chết. Buông bỏ tham ái và chấp trước làm gia tăng mức độ tự do khỏi nỗi sợ chết. Để mình phải tập từ bây giờ, phải buông bỏ bây giờ, đừng dính mắc, nhìn vào cái sự thật rồi mình ra đi, đừng luyến tiếc. Trước sau thì cũng phải đi, giờ mình phải tập, mình nghĩ như vậy. Nhiều người họ không dám nghĩ tới, nói tới là sợ lắm, hoặc là không muốn nghe, không muốn nghe. Nhưng mà cũng giống như con đà điểu chui đầu xuống cát, nó sợ quá chui đầu xuống cát trốn,
mà cái thái độ ta không có đúng, không có đúng trong theo cái nhìn của đạo Phật. Mình phải nhìn, không phải làm cho mình bi quan nha, mình nhìn thấy như vậy mình tập, nhưng mà rồi sau đó rồi mình có lạc quan hơn. Lạc quan ở đây có nghĩa là mình trở về thực tại, mình sống về thực tại, mình lợi dụng từng giây từng phút chứ không có để tiêu phí cái thời gian, cái công sức vô ích và những cái chuyện vô ích. Khi mình thấy, mình nhìn lại, mình thấy mình phí thì giờ làm lo chuyện này, cái đi tán mau đồng này nó làm những cái chuyện không đáng làm để chạy trốn, mình thấy buồn, mình thấy bo, thấy cái là chán, buồn chán đủ thứ mà thật sự đâu có buồn chán gì đâu. Mình không biết cách sử dụng cái thời gian của mình thôi. Nếu mình sử dụng thời gian của mình cho đúng ra, mình thấy rất nhiều chuyện để làm, đọc sách, hành thiền, đi làm những cái chuyện từ thiện, hoặc là đi khuyên giải người khác, khuyến khích người khác, mình có những cái hành động, những cái ý tưởng xây dựng, đóng góp trong xã hội, đóng góp trong cộng đồng, đóng góp trong đạo tràng, rất nhiều chuyện phải làm. Ngay cả chính cái bản thân chúng tôi bây giờ nói rằng về hưu là không có việc gì làm chứ không đúng đâu, rất nhiều chuyện để làm. Chỉ có cái lấy cái là khi mình về hưu rồi thì mình làm với cái tinh thần thoải mái, không có sợ ai mà gò bó rầy rà, hay là không có đặt ra một cái thời điểm nhất định này nọ, mình làm thoải mái, không có bị áp lực. Chứ còn nhiều chuyện làm đó, không có thấy thấy thời giờ đi qua nhanh, nó không có giờ mà thấy buồn chán. Sự thật thứ tư mô tả con đường thực tế cần được thực hiện để đạt đến tự do nội tâm, thoát khỏi nỗi sợ chết. Con đường thực hành này kết hợp nền tảng đạo đức với hệ thống tu tập tâm ý. Tức là nói đây là tu tập, chúng ta phải có giữ giới, nền tảng đạo đức, và tu tập tâm ý là mình phải có định với tuệ. Giới định tuệ đó là một điều chính tóm lại của Bát Chi Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo theo cách ấy, mối đe dọa gây ra bởi cái chết và lúc sắp chết có thể trở thành một động lực mạnh mẽ để giúp chúng ta chú tâm sống đời đạo đức và tu tập tâm ý qua hành thiền. Ra mình thấy như vậy, khi mình thấy được cái chết rõ ràng như vậy rồi, nó làm cái động lực để mình tu tập, chứ mình không phải là bi quan, mình buông trôi. Mình thấy bây giờ mình còn khỏe, còn nghe được, còn thấy đọc được, còn có thể đi tới đi lui được, có thể đi chùa, có thể tham gia những hoạt động từ thiện được, làm được thì mình làm, mình tạo thiện nghiệp, chứ đừng có phung phí thời gian, không có ngồi đó mà chích chát những cái chuyện vô đích, tạo những cái sự phiền não, rồi gây thù kết oán, rồi ngồi đó phê bình người này người kia, rồi chửi bới, rồi đủ thứ chuyện, nó vô ích lắm. Mình làm những cái hành động xây dựng, tới đâu mình đóng góp tới đó, đóng góp trong cái khả năng nhỏ bé của mình, chứ không phải là ai cũng thành anh hùng, làm Bồ Tát, làm thiên tài hết. Nhưng mà ai cũng có thể đóng góp. Đóng góp trong cái khả năng của mình. Thôi, cái đó cũng đều có phước. Như hôm qua chúng tôi có nói về vấn đề bố thí này. Chúng ta ai cũng có thể bố thí, trích một phần nhỏ của cái đồng lương của mình, cái lợi tức thu nhập của mình, làm chuyện bố thí. Không cần phải nhiều. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình làm đều đặn, làm thường xuyên, và mình thực hiện với tâm hoan hỷ. Cái đó là mới là cái quan trọng. Chứ bây giờ thí dụ như ông triệu phú thì ông bỏ ra 1-2 ngàn, 5-10 ngàn đâu ăn thua gì. Trong khi mình dân lao động mình bỏ 5-10 ngàn đô la mình thấy nó đau. Nhưng mà mình bỏ 1-2 đồng thôi cũng được, theo cái khả năng của mình. Nên tôi thấy nói là theo, học theo cái người lời người bạn ngày xưa là theo cái phần trăm, mình chỉ trích ra 5% thôi. 5% của ông triệu phú, tỷ phú khác với 5% của người lao động, nhưng mà cũng là 5%. Nó làm cái tỷ số, tỷ lệ tương đương như nhau. Và đôi khi cái 5% của mình, cái khi ông tỷ phú, ông triệu phú, ông chỉ trích ra có 1% của ông thôi. Ông tiết tiền. Còn khi mình mặc vào mình là lao động cực khổ, mình dám trích ra 5-10% cái lương lao động của mình để mà mình làm chuyện thiện, chuyện từ thiện, mình thấy cái phần trăm nó mới có quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là không phải làm tùy hứng. Không phải người ta ai mà tới rồi rủ rê mời rồi mình ngại rồi cái kỳ rồi mình làm theo một cách cái là ngần ngừ chần chừ. Mình phải làm với tâm hoan hỷ sốt sắng và làm đều đặn, chứ không phải bữa nay làm thôi rồi cả năm sau mới làm nữa. Khi nào có lễ có ai kêu gọi mới làm, không phải như vậy. Mình tự động mình thấy mình làm điều thì có như là một cái pháp tu điều đặn thường xuyên.
Đó, đừng có cái thái độ gọi là mặc cảm tự ti gì hết. Chúng tôi thường hay khuyên bạn bè này, không phải đâu, mình làm cái tâm hoan hỷ và đóng góp trong cái khả năng tài chính của mình, không cần phải nhiều, của ít lòng nhiều, ông bà mình nói như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm đều đặn, mà mình làm cái tình nguyện mình làm, mình tự nguyện làm chứ không phải đợi người ta rủ rê, mà cũng không có phải làm để mà khoe khoang, mà mình làm với cái tâm hoan hỷ, đó là mình tạo phước. Thấy như vậy, bởi vì cái cuộc đời nó ngắn lắm, nên ra lúc nào còn sống lúc nào phải cố gắng tạo phước lúc đó, tạo thiện nghiệp, không biết chết lúc nào, không ai cũng 100 tuổi mới chết. Chúng tôi vừa tuần trước thì ở nhà bà thân của bà xã bị bệnh, và bà ấy cũng 85 tuổi, đủ thứ bệnh, nên đưa vào bệnh viện chúng tôi đi thăm, để họ đưa qua cái khu người già, người già đủ thứ bệnh của người già, đủ hạng người hết, da trắng da vàng da đen, nằm rên rỉ này kia, rồi đi lụm khụm, mình thấy ô. Rồi qua cái khu những người bệnh khác thì cũng có người trẻ, ra mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy kiếp nhân sinh nó là như vậy. Nhìn lại cuộc đời của mình, mình thấy có những người, có những cái chúng sinh mà chết từ trong bụng mẹ, cái tuổi thọ chỉ vài ba tuần rồi chết ngay trong bụng mẹ. Có những chúng sinh mà ngay cả xảy ra trong trong cái họ hàng gia đình chúng tôi, nó thấy rõ ràng là mới vừa sinh ra là chết liền, cái dây nhau còn quấn ngang cổ thở không được là chết liền, chưa kịp khóc nữa. Mình thấy rồi có những đứa bé 5-10 tuổi chết, có những đứa bé chừng tuổi chết. Rồi qua thời gian chiến tranh, mình thấy chiến tranh đó, mình thấy những người trẻ chết, người già phải làm đám tang cho con, trẻ phải đi lính quân đội rồi chiến tranh là chết. Rồi bây giờ mình thấy hoạt động xe chết, rồi những người 50 tuổi 60 tuổi rồi cũng chết, bạn bè chúng tôi cũng lần lượt ra đi. Đâu phải ai cũng sống tới 80 mấy 90 mấy 90 tuổi 100 tuổi mới chết, lâu lâu thỉnh thoảng có tin như vậy, nhưng mà mình nhìn, phải nhìn thực tế. Rồi những cái tai nạn xảy ra xung quanh, nhiều cái bất ngờ, chẳng hạn như bệnh dịch corona, COVID-19, mình thấy đâu có gì, bất ngờ xảy ra trong 6 tháng thôi, bây giờ cả triệu người, mình thấy rõ ràng như vậy. Mà cũng chưa hết nữa, cái bệnh dịch này thật sự đừng có chủ quan, vẫn còn ngầm phải kiểm soát luôn luôn, và nó ảnh hưởng không phải chỉ ra cái thân thể, mà ảnh hưởng lên cả cái mức độ sinh sống kinh tế toàn cầu, sẽ đi qua một thời gian khủng hoảng. Cũng phải nhìn như vậy, phải nhìn xa như vậy. Những anh chị nào trong làm trong vấn đề buôn bán hoặc là vấn đề xuất nhập khẩu là phải để ý chỗ đó, kinh tế đang trì trệ, làm ra không có ai mua. Những cái nước Tây phương họ đang bệnh bị sa thải rồi thất nghiệp nhiều lắm, rồi từ cái thất nghiệp đó không có tiền, nó sẽ sanh ra nhiều cái tiêu cực trong xã hội. Mình thấy thế giới thay đổi hoàn toàn trong vòng 6 tháng thôi. Ngay cả nước Mỹ là một nước hùng mạnh mà bây giờ cũng thấy cũng chết rất nhiều, rồi phải đóng cửa chỗ này chỗ kia. Bên Úc cũng vậy, một cái hãng máy bay đang phá sản rồi. Bên Úc có 2 hãng máy bay thôi, mà một hãng là phá sản rồi, bởi vì không có bay được, thành ra không có khách, mà lại mượn vay tiền quá nhiều để mà khuếch trương. Rồi người Úc cũng do sợ cái này cũng bị thất nghiệp ở nhà. Chẳng hạn chúng tôi, mình là dịch về hưu rồi, nhưng mà mình đi, mình thấy lái xe, mình thấy trong cái khu, không nói đâu xa, ngay trong cái khu vực mình đang ở, thì bây giờ xe hơi đậu đầy ngoài đường ấy, bởi vì họ không có đi làm. Tại vì ở đây xe hơi, ở đây thì cũng giống như ở Việt Nam, xe đạp, xe gắn máy thôi. Nhà có 3 người là có 3 chiếc xe, 5 người là có 5 chiếc xe. Ban ngày thì ít đấy, bây giờ ngày xưa là họ đi làm hết, ban đêm họ mới về. Bây giờ thấy cả ban ngày chúng tôi đi chợ hay là đi bơi, đi ngang mấy cái khu đó, mình thấy xe đậu đầy á, có nghĩa là họ không có việc làm, họ ở nhà. Mình thấy rồi bắt đầu có những cái sự kiện tiêu cực xảy ra, rồi nạn trộm cắp, rồi đánh lộn, rồi họ bị khủng hoảng. Mình thấy cái thế giới thay đổi rất là nhanh, là mình nhớ như vậy, nhưng không phải là bi quan, mình nhớ để mình thấy được cái vô thường bất định của đời sống, rồi nó sẽ hết thôi. Một năm nữa, 6 tháng, 1 năm, 2 năm nữa, nó sẽ trở lại như cũ, rồi người ta lại quên, ta lại quên đi. Thấy rõ ràng cái tâm trạng con người là như vậy. Nhưng mà qua những cái đó là những cái bài học trong đời sống để nhắc nhở cho mình biết. Cái quan trọng ở đây là mình tu theo
cái đường hướng mình đã định sẵn, chứ không phải nói ra như vậy để phê bình hay là chê bai hay chỉ trích ngay những cái người khác hay hoàn cảnh xã hội. Mình phải trở về cái công việc của mình, những cái chuyện chung quanh đó mình quan sát để mình thấy thôi. Sự kiện cái chết đưa đến phát sinh khổ có nhiều nguyên nhân, trong số đó có nỗi đau buồn do sự ra đi của những người thân yêu. Ở đây là khi mình trên người thân trong nhà, nói gì thì nói, chứ bây giờ mình nói mình biết như vậy, nhưng mà tiếng người thân ở trong nhà, ba má mình hay là ai đó, anh chị em trong nhà, khi con cháu bị bệnh rồi chết thì mình cũng sốc, mình cũng sốc, mình cũng buồn khổ chứ không phải là không. Nhưng mà cái đó rồi sau đó cái quan trọng là mình phải bình tĩnh trở lại và không để cái khổ cái buồn nó dây dưa lâu dài. Bài kinh dưới đây trình bày một trường hợp đau buồn như thế liên quan đến vua Pasenadi Ba Tư Nặc của xứ Kosala, Tiều Tất La. Vua Pasenadi thường được đề cập trong các bài kinh như là một người rất ngưỡng mộ Đức Phật và thường xuyên đến thăm Ngài. Mình thấy chỗ này, tức là ở Kosala, ở Kiều Tất La thì có lẽ là lúc này là Đức Phật đang ở trong Tinh Xá Kỳ Viên. Tinh Xá Kỳ Viên là nằm ở ngoại ô của cái kinh đô của Kosala. Saranat ở thành Xá Vệ Savatthi. Và mình thấy vua Abhatinak là một đệ tử của Đức Phật. Ông hay đến thăm Đức Phật, ông hay đến tâm tình, có những cái gì ông đến tâm tình. Và chúng mình nhớ cái điều này nữa là vua là một cái vị đã đắc được cái quả đầu tiên này, quả dự lưu. Nhưng mà vua vẫn còn buồn, vẫn còn có những cái tâm tư đến thăm, rồi Đức Phật vấn kế cho. Và Đức Vua mặc dù là vẫn là một cư sĩ, mình thấy đắc được cái quả đầu tiên, vẫn có gia đình, vẫn là có điều trị, có vợ, rồi có hoàng hậu, rồi cũng cai trị đất nước này kia, mình thấy rõ ràng như vậy. Ra cái quả dự lưu, cái quả đầu tiên chúng tôi hay thường nói là mở rộng cho tất cả, không phải chỉ có tu sĩ thôi, mà thành phần cư sĩ cũng có thể đắc được quả này, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ. Và là mỗi ngành nghề, mỗi hoạt động trong xã hội hết, miễn sao làm cho những nghề đó những nghề tốt, không có hại ai thôi. Chứ làm họ đọc đủ mọi ngành nghề, buôn bán rồi làm nô lệ cũng có, làm đi làm tiều phu cũng có, đi làm thương gia rồi làm công này kia, đầy đủ đủ mọi ngành nghề đều có thể đắc được quả gì luôn. Và cái đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắm đến, làm sao nhập được cái dòng sông giải thoát. Bởi vì khi mình vào được cái quả đó rồi thì chỉ là xuôi một dòng ra biển cả, tức là tiến đến giải thoát giác ngộ thôi, tối đa là 7 kiếp, không có hơn. Rồi mình thấy mình đã ở đây là cả ngàn, cả mấy ngàn kiếp luân hồi rồi, bây giờ thêm 7 kiếp không có nhầm nhò gì. Nhiều người chỉ nhắm tới đạo Phật là chỉ muốn thành Phật, thành Bồ Tát mà quên đi những cái giai đoạn đầu tiên. Ngày xưa chúng tôi cũng vậy, nhưng bây giờ thì mình nhìn lại mình thấy cái đó nó xa vời quá. Cái thực tế làm sao mình nhắm hướng đúng cái hướng tới cái dòng sông vậy thôi. Khi mình nhắm được đúng cái hướng rồi thì dầu mình có chết, chưa có xong có chết kiếp này, thì mình có cái hướng, cái đà sẵn để những kiếp sau mình tái sinh mình tiếp tục thì cái hướng đó đi đến cái bờ sông giải thoát. Rồi khi mà mình tới bờ sông giải thoát rồi thì mình hòa nhập vào cái bờ sông đó, vào cái dòng sông đó, để đạt cái quả dầu dự lưu. Thì thêm 7 kiếp thôi, không có bao nhiêu hết. Và cái quả dự lưu này là mở rộng cho tất cả mọi người, tu sĩ, cư sĩ, nam, nữ, già, trẻ, ai cũng có thể có cái khả năng và có điều kiện để mà thực hiện. Nếu mà chúng ta có nỗ lực tu tập và đầy đủ phước duyên, thành thử ra bây giờ mình phải tạo phước. Tạo phước tức là tạo điều kiện. Thứ hai là mình phải tu tập. Tu tập thì có, ít ra là mình cắt được ba cái sợi dây đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thuật. Mình nhớ như vậy. Làm gì thì làm. Nên tất cả những gì mình làm tu tập mình phải đặt cái câu hỏi là có giúp được gì để mình cắt đứt được ba sợi dây đó hay không? Sợi dây thân kiến có cắt được hay không? Nhất là mình chấp kiến, coi cái tư tưởng này là của tôi, cái ngã này là của tôi, khó lắm. Nhưng mà phải nghĩ. Thứ hai là cái lòng tin của mình như thế nào? Lòng tin có bất thối chuyển hay không? Và có tin về nhân quả, có thấy rõ được cái nhân quả hay không, sự sinh diệt hay không? Cái cuối cùng là cái còn chấp vào cái giới lễ nghi, cái hình thức màu mè rườm rà, cái chuyện này cũng là cái chuyện dễ bỏ mà lại khó dứt. Dễ bỏ mà khó dứt.
Hễ mà mình thấy là cái gì lúc ban đầu thì đơn giản, nhưng mà đông người rồi bắt đầu có nổi tiếng lên rồi là bắt đầu vẽ hoa lá cành đủ thứ chuyện, rườm rà hao phí đủ thứ chuyện, xây chùa to Phật lớn rồi làm chụp hình rồi mặc đồng phục rồi này kia hoành tráng này nọ, mình thấy nó hao phí vô ích tiền của không, nhất là trong cái thời gian này mình thấy chung quanh có rất nhiều người họ cần cái sự giúp đỡ, sự vật chất, thì những cái chuyện mà tài chính mà hao phí đó có cần thiết hay không, phải cần phải xây những cái cơ sở hoành tráng hay không, hay là đây mình lấy cái nguồn tài lực đó mình để giúp đỡ những cái người cần phải giúp đỡ. Cái điều này thì chúng ta chỉ đưa ra như vậy để mọi người tự suy nghĩ, nhiều khi mình phải hiểu như vậy, sử dụng cái đồng tiền, cái nguồn tài lực mình cho đúng chỗ, cái thời gian mình cho đúng chỗ, dành thời gian tu tập cũng cần phải xây dựng cơ sở, nhưng mà chỉ là đơn giản thôi, chỉ cần thiết để mà mình có đến đó tu tập để mà dự hành lễ, nhưng mà phải tránh cái chuyện mà màu mè qua lá cành, cái chuyện đó khó tránh lắm, nhưng mà phải cố gắng. Đó là nói về ba cái sự gì: thân kiến, hoài nghi, giới lễ, nghi thuật. Ngoài bài kinh trong tập A Hàm được đề cập trong chương này SA 1227, tức là Sanyutta Aggarbhak tập A Hàm bài kinh số 1227, còn có các bài kinh tương đương trong Tương Ưng Bộ SN 3.22, tức là Sanyutta Nikaya là tạng Pali 3.22, tức là chương 3 hay là Tương Ưng 3 mà bài kinh số 22. Chúng ta đọc ra như vậy để chúng ta làm quen với cách, với lại cái quy ước mà trích dẫn kinh điển. Trong các bản dịch của tạng A Hàm khác, SA 54, kinh 54, và IA 26.7, IA tức là Ekottara Agama, tức là tăng nhất A Hàm, chương 26, bài kinh số 7, và vài mãn bằng tiếng Sanskrit. Thành ra chúng ta có nhiều cái bài kinh tương đương như vậy. Bây giờ thì chúng ta chỉ trích ra hai bài thôi. Xin đọc ở đây cái phần kinh văn. Kinh văn bà nội. Bài kinh này do Hòa Thượng Thích Đức Thắng dịch. Chúng tôi hiểu đến lại theo dựa theo cái bản Anh dịch của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Bấy giờ vua Ba Tư Nặc Pasenadi có bà nội, người mà vua rất kính trọng, bỗng nhiên mạng chung tức là chết qua đời. Vua đưa ra ngoài thành quả táng, thu gom tro cốt, xong với áo tang tóc bù xù đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài rồi ngồi lui qua một bên. Thế Tôn hỏi vua Ba Tư Nặc: Đại vương từ đâu lại mặc đồ tang tóc bù xù như thế? Vua Ba Tư Nặc thưa: Bạch Thế Tôn, con đã mất bà nội mà con rất kính trọng. Bà đã bỏ con ra đi, con đã đưa ra ngoài thành để quả táng, thu gom tro cốt, rồi đến đây gặp Thế Tôn. Đức Phật bảo: Đại vương thương kính bà nội lắm phải không? Vua Ba Tư Nặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con rất kính trọng thương mến bà. Bạch Thế Tôn, nếu đem những gì có được ở trong nước, như voi, ngựa, bảy báu cho đến ngai vàng, đem bố thí hết cho người khác mà có thể cứu sống được bà nội thì con sẽ bố thí hết. Nhưng vĩnh viễn con đã không thể cứu được. Kẻ sống người chết mãi mãi xa lìa, nhớ thương buồn khổ không tự mình vượt nổi. Con đã từng nghe Thế Tôn nói, tất cả các chúng sinh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần có sinh đều phải chết, rốt cùng cũng phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không chết. Hôm nay con mới nhận thấy lời Thế Tôn nói đúng. Ông nói rất là hay. Ông thấy rằng Đức Phật nói, nhiều khi mình thấy nói chuyện người ta không, mình không có thấm. Khi mà cái đó nó xảy ra ngay chính trong gia đình mình thì mình thấy thấm thiệt. Bây giờ mình nói về cái chết, người này chết, người kia chết, thì mình nghe vậy thôi, mình cũng thấy thương, thương tiếc tiếc vậy. Mình không có thấy thấm. Nhưng khi mà mình có người nào đó, người thân ở trong gia đình mà đột nhiên qua đời, mất đi, lúc đó mình thấy thấm. Ngẫm nghĩ thấy rõ ràng cái chết, nó thấy rõ ràng như vậy. Thật ra nhiều khi mình cũng có nên, chúng tôi hay khuyên mọi người nên đi đến những bệnh viện thăm những người bị bệnh, hoặc là nên đi dự đám tang. Mà thường thường đi dự đám tang chúng tôi đến sớm đó, đến cái lúc mà chưa cái đống nắp quan tài đó, đến lúc còn liệm đó,
mình đến đó, đó để mình chia buồn, rồi mình xin phép tới nhìn, thì nhìn cái người nằm ở trong quan tài, nằm trong cái hòm chưa đóng nắp lại, nhìn thấy rõ mới hôm qua hôm kia tháng rồi còn vui cười còn tươi tắn, bây giờ xanh mét nằm thấy khác biệt. Mà một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy thôi, đừng có sợ, không có sợ, đừng nghĩ tuyên truyền thôi. Nhưng khi mình sợ là mình nghe bị tuyên truyền, chứ vì cái chết chỉ là cái xác đó, chứ còn cái hồn đi mất tiêu rồi. Nhưng mà mình nhìn như vậy đó mình thấy rõ, mới thấy thấm thía vô cùng. Mặc dù mình thấy rõ mà mặt mày nó ốp lại này kia, mình thấy cái gì cái xác chết. Một ngày nào đó mình cũng thể như vậy, nhìn cho rõ. Ngày một khi còn sống thì hấp dẫn, thấy oai hùng, thấy đẹp đã đẻ rồi, bây giờ nằm xuống mình thấy giống như ai cũng sợ. Mình thấy nhìn cho kỹ, nhìn cho kỹ đó mình thấy được. Rồi mà không có như ông vua Ba Tây Nặc nói, bây giờ ông đổi cả gia tài tài sản cả một xứ sở như vậy để mà cứu sống bà nội, ông cũng sẵn sàng, nhưng mà ông biết không có làm được. Cái chuyện đó là cái chuyện là không thể được, ra đi mãi mãi thôi, mà chia lìa thôi. Mình thấy rõ vậy, mình thấy rõ cái khổ của chia, mình thương tiếc nhưng mà không có thể duy trì được, phải đi thôi, phải thấy vậy. Đó là kinh nghiệm riêng của chúng tôi. Ra mỗi lần chúng tôi đi gì đám tang, tôi đến sớm là khi mà chưa có đóng nắp quan tài, thấy được người chết là chết, mình xin phép mình tới, mình thắp nhang xong rồi mình tới, xin phép mình tới, mình đứng ở đây chắp tay lại, mình đứng nhìn lặng lẽ, nhìn quan sát một lúc thấy rõ ra. Đức Phật bảo đúng vậy, tất cả chúng sinh, tất cả côn trùng cho đến quỷ thần, có sinh đều phải chết, rốt cùng phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không chết. Phật bảo tiếp, cho dù dòng họ Bà La Môn, Sát Đế Lợi hay gia chủ, nếu có sinh đều phải chết, không ai không chết. Cho dù là đại vương Sát Đế Lợi, Sát Đế Lợi là cái thành phần và gọi là thành phần chiến sĩ, nó có bốn thành phần trong xã hội Ấn Độ thời đó, thì Sát Đế Lợi đây là cái thành phần chiến sĩ. Được thiên hạ đảnh lễ làm vua, bốn thiên hạ có quyền lực khắp nơi, các nước thù địch đều hàng phục, cuối cùng cũng không thắng được cái chết. Thì cho dù cái ông vua đó mà ổng là ổng ai cũng phải quy phục ổng hết, cái quyền lực khắp nơi hết, những cái nước thù địch đều họ cũng phải sợ, cũng phải đi quy phục ổng hết, nhưng mà rồi ổng cũng phải chịu thua trước thần chết, không có thắng được thần chết. Lại nữa, đại vương dù sinh vào cõi trời trường thọ, làm vua thiên cung vui hưởng khoái lạc, cuối cùng cũng phải chấm dứt. Mà nhớ cõi trời có một cái đời sống dài hơn cả ngàn năm, cả triệu năm, rồi cũng phải chấm dứt, không có mãi mãi được. Mình thấy như này. Lại nữa, đại vương, các tỳ khưu A La Hán tuy lậu hoặc đã hết, đã lìa các cánh nặng, việc cần làm đã làm xong, đã được lợi mình các đức các kiết sử, tâm giải thoát với chánh trí, vì ấy cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt, xả thân bát niết bàn. Thì ngài cũng nói như vậy. Bây giờ cả các bậc A La Hán nữa, bây giờ các ngài là coi như là đã tu tập xong rồi, bỏ các cánh nặng xong rồi, đức cắt bỏ các kiết sử rồi, tâm giải thoát rồi, thì cái thân xác của các ngài cũng phải một ngày nào đó cũng phải chấm dứt. Ngay cả Đức Phật cũng vậy. Mình thấy ngài Mục Kiệt Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ananda rồi nó cũng đều chết hết rồi. Mình nói theo cái nghĩa thông thường, tức là cái thân xác ngưng hoạt động, cái thân ngũ uẩn không có hoạt động. Lại nữa, hàng duyên giác, khéo điều phục, khéo tịch tỉnh, khi hết thân mạng này, cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt, xả thân bát niết bàn. Bát niết bàn tức là cái niết bàn cuối cùng, tức là lúc đó là không còn tái sinh. Parinibbana. Chư Phật Thế Tôn đầy đủ mười lực, bốn vô sở quý, tiếng rống sư tử vô thượng, cuối cùng cũng phải chấm dứt, xả thân bát niết bàn. Ngay cả chư Phật cũng vậy thôi, cũng trụ thế gian, trụ thế một thời gian, rồi cuối cùng là cái thân cũng ngừng hoạt động, chứ không có ở lâu thế gian lâu dài được. Vì vậy, đại vương nên biết, tất cả chúng sinh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần có sinh đều phải chết, cuối cùng là phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không chết. Rồi Thế Tôn nói lên câu kệ này,
Tất cả loài chúng sinh có mạng đều phải chết. Chúng đi theo nghiệp mình, tự nhận quả thiện ác. Chết theo cái quả thiện, quả ác như thế nào là đi theo con đường đó. Nghiệp ác vào địa ngục, làm lành lên khỏi trời. Tu tập đạo thắng diệu, lậu tận bát niết bàn. Đó là chúng ta, nếu chúng ta chưa có xong, vẫn còn tạo nghiệp thì mình đi theo cái nghiệp thiện, cái nghiệp ác của mình. Nghiệp ác thì xuống cõi khổ. Nghiệp tốt, nghiệp lành thì đưa mình lên cõi tốt. Còn nếu mà mình tu tập xong, xong số hoàn mãn thì mình không còn phải tái sinh nữa. Như Lai và Duyên Giác, Thanh Văn, đệ tử Phật đều phải bỏ thân mạng, huống là người phàm phu. Nói rõ rõ ràng như vậy, để mình nhìn thấy cái chết không có trốn được. Mình thấy và nhớ điều đó để đừng có tự lừa dối mình, mà cũng đừng chạy theo cái tuyên truyền quảng cáo thuốc trường sinh bất tử này kia, hoặc là tu theo cái pháp yoga này, cái pháp yoga kia để được khỏe mạnh đời đời. Không có đâu, chỉ có một thời gian nào đó thôi. Có thể mình tu tập, mình ăn uống đầy đủ thì nó là mà ít bệnh hoạn, rồi nó cũng bình thôi. Trong cái thời gian đó mình ít có bệnh hoạn thì mình có lợi dụng đó, mình tu tập thêm thì cũng tốt. Không phải là không, mình tập thể dục, mình sống, mình ăn uống đầy đủ, có điều độ thì nó giúp cho mình là mình kéo dài cái thời gian khỏe để mình tu tập. Chứ không phải là kéo dài thời gian khỏe là mình ham chơi, mình chơi chỗ này chỗ kia, mình đi hoạt động chỗ này kia mà vô ích. Thì cái đó cũng là cái lời. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Có tiếp theo một bài kinh nữa thì cũng ý nghĩa cũng tương tự như vậy thôi. Các anh chị có thể đọc thêm ha. Xin đọc cái phần thứ ba là phần thảo luận. Bài kinh được trình bày ở đây nhấn mạnh rằng cái chết là không thể tránh khỏi. Mặc dù ai cũng biết điều đó, nhưng khi nó xảy đến với những người gần gũi và thân yêu, người ta thường khó chấp nhận. Mình thấy cái câu đó rất là đúng. Nó cũng ngay cả trong bản thân chúng tôi cũng vậy. Ngày xưa thì có ông cụ bà cụ cũng lần lượt qua đời tại đây. Mình thấy mình buồn lắm. Bây giờ thì cũng có những người thân lớn tuổi rồi sắp sửa qua đời. Có những người bị bệnh nặng, bác sĩ lắc đầu rồi bây giờ chỉ về nhà nằm chờ chết thôi. Thì nghe cái tin đó mình cũng bàng hoàng, mình thương tiếc. Nhưng mà chút rồi thôi, rồi mình dừng lại. Mình nói, đó là cái chuyện. Và cũng là cái điều để nhắc nhở cho mình biết. Cái thời gian nó ngắn ngủi. Ngay cả bản thân mình cũng vậy. Mình cũng không biết chết lúc nào. Nó ra, thứ nhất là mình sửa soạn. Thứ hai là mình cố gắng làm lành, cố gắng tu tập trong cái thời gian mà mình còn khỏe, còn tỉnh táo. Và buông bỏ cái dính tắc không có đáng, không có chấp vào những cái chuyện không đáng gì hết. Nhiều khi mình chạy theo cái đó, mình nó kích thích, nó khuynh hướng kích thích những cái tin tức đồ này nọ, thời cuộc xảy ra, bầu cử ở xứ này xứ kia, chạy theo. Nhiều khi mình thấy cũng lạ lùng lắm. Mình ở cái xứ này nhưng mà mình lại thích theo dõi những cái thông tin, rồi mới phê bình những ông chính trị gia là tổng thống, thủ tướng gì của những cái xứ khác. Tại sao thế này thế kia, là chê bai đủ thứ. Mình thấy là mình đâu có hiểu rõ vấn đề đâu. Chỉ đọc theo một vài bài báo, một vài tuyên truyền nào đó là mình chạy theo. Bởi vì mình trốn tránh cái thực tại trước mắt mình. Thực tại hiện tiền, khi mình thấy nó khó chấp nhận. Mình thích bình luận những cái chỗ ở xa. Ở Việt Nam mình thích bình luận ở Thái Lan, hay thích bình luận chuyện ở bên Pháp, bên Mỹ, bên Tây. Ở Úc thì thích bình luận cái chuyện ở Việt Nam, chuyện ở bên Tàu. Trong khi chuyện ngay tại xứ Úc, mình đang ở, có nhiều cái vấn đề mình không dám bình luận. Bởi vì thấy nó khó khăn quá đi. Đó là cái tâm lý. Chúng tôi cũng bị như vậy. Nhưng mà sau khi mình chạy theo cái chuyện khác, rồi mình tự nhắc nhở, mình kéo về cái chuyện của mình. Nhất là những cái chuyện xảy ra ngay trong cái gia đình này, trong cái nhà này, trong cái bản thân mình, là cái chuyện quan trọng nhất. Bởi vì cái đời sống không còn nhiều nữa. Mặc dù theo một số bài kinh tương đương khác, bà nội của vua Basenradi đã 100 hoặc thậm chí 120 tuổi. Bà qua đời ở tuổi ấy không phải là điều bất ngờ. Sống lâu như vậy rồi, nhưng mà khi bà chết thì ông vua ông cũng bàng hoàng. Mặc dù vậy, vua Basenradi trải qua sự đau buồn sâu sắc đến nỗi nhà vua sẵn sàng cho đi tất cả những gì ông sở hữu nếu bà nội được sống trở lại. Bài kinh tiếp tục cho thấy cùng một nguyên tắc áp dụng chung cho những người trong gia đình nổi tiếng, liệt kê ba giai cấp cao hơn của xã hội cổ đại, đó là bà la môn, chiến sĩ và thương gia. Đó thì trong cái xã hội Ấn Độ ngày xưa thì có bốn giai cấp.
giai cấp đạo sĩ là Bà La Môn, giai cấp chiến sĩ là giai cấp cai trị, rồi thương gia là buôn bán, rồi cuối cùng là giai cấp nô lệ, bốn giai cấp. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho vị vua cai trị toàn thế giới qua bốn lục địa. Trong quan điểm về vũ trụ của Ấn Độ cổ đại thì trong đó có Nam Bắc Đông Tây, bốn lục địa như vậy của thời Ấn Độ, và Ấn Độ là xứ ở giữa. Thì dầu cho nhà vua cũng chết thôi, chứ không có sống hoài được. Cái chết cũng xảy ra đến cho chư thiên và các vị A-la-hán, vốn là các đệ tử của Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Tư tưởng của Phật giáo sơ kỳ đề cập đến một hạng Phật gọi là Pachakabuddha. Độc giác hay duyên giác Phật là vị tự mình giác ngộ nhưng không truyền dạy cho người khác, không giống như những vị Phật chánh đẳng giác. Vị Phật độc giác và A-la-hán đều hoàn toàn giác ngộ, nhưng vị độc giác vượt trội hơn vì đã tự mình đạt được mục đích cuối cùng, không nhận được hướng dẫn từ một vị Phật nào cả. Dù vậy, tất cả các vị Phật độc giác và A-la-hán rồi cũng sẽ chết. Thì trong cái tư tưởng của Phật giáo sơ kỳ, những cái bậc giác ngộ thường thường được xếp chia làm ba. Thứ nhất là chánh đẳng giác, tức các vị đó tự mình giác ngộ xong rồi truyền dạy cho người khác, lập ra một kỷ nguyên mới, đó là giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chánh đẳng giác. Thứ hai là những vị đệ tử, những vị đi theo con đường đó, học được từ vị Phật chánh đẳng giác hay là học lại những lời dạy của Ngài, rồi cũng tự mình giác ngộ được nhờ thực tập, nhờ thực hành theo những lời dạy đó, thì gọi là A-la-hán. Thứ ba là vị Phật độc giác, tức là cái vị này ở những cái nơi mà không có Phật Pháp, nhưng do cái phước duyên tròn đủ tự mình tìm ra con đường rồi giác ngộ. Nhưng mà có một điều khác biệt là không dạy cho người khác, chỉ giác ngộ rồi thôi, rồi bát niết bàn. Và những vị đó gọi là Phật độc giác, Pachakabuddha. Nhưng mà tất cả đều Phật chánh đẳng giác, Phật độc giác hay là A-la-hán rồi thì cái thân ngũ uẩn cũng một rồi một ngày nào đó cũng ngừng hoạt động, tức là mình gọi nôm na cũng chết, không có hoạt động nữa. Điều tương tự cũng xảy ra với vị Phật chánh đẳng giác, vì lòng từ bi truyền giảng các giáo lý giải thoát vượt trội so với Phật độc giác. Theo truyền thống, một vị Phật chánh đẳng giác có 10 sức mạnh tinh thần đặc biệt như lai thập lực, ngoài ra vị ấy còn có 4 vô ngại trí. Với các trí lực như thế, Ngài có thể vững vàng tranh luận với bất cứ người nào với sự tự tin và từ đó truyền giảng giáo pháp một cách không sợ hãi, như tiếng rống sư tử. Một vị bậc Phật đại nhân có 10 lực và 4 trí như thế rồi cũng sẽ qua đời, theo cái ý nghĩa là thân xác tứ đại ngưng hoạt động. Có 10 lực của Như Lai và 4 vô ngại trí thì chúng tôi có liệt kê trong phần ghi chú. Các anh chị có thể đọc cái đó, có liệt kê rõ ràng trong đó. Đó là cái phần về cái 10 trí lực thì được trích ra từ cái bài Đại Kinh Sư Tử Hống, bài số 12, trung bộ số 12, và Kinh Sư Tử trong cái Tăng Chi Bộ. Và 4 vô sở quý hay là 4 cái vô ngại trí của Đức Phật thì cũng ở trong cái bài Kinh tại Sư Tử Hống, và cũng là ở trong cái bài Kinh Vô Sở Quý ở trong Tăng Chi Bộ. Các anh chị có thể đọc thêm. Các ví dụ được đưa ra như thế trình bày một cách sinh động toàn diện sức mạnh của cái chết. Một thông điệp chính nằm bên dưới những ví dụ đó là sự cần thiết xem cái chết là một phần tích hợp của kinh nghiệm của mỗi người, thay vì để nó chỉ là một lý thuyết được thừa nhận rồi nhanh chóng quên đi. Một cách áp dụng điều này vào thực tế trong các hoạt động hàng ngày là thỉnh thoảng lưu ý rằng người ta vừa mới gặp gỡ cũng sẽ chết. Không ai được miễn trừ số phận đó. Ra mình thấy ngay cả mình rồi sẽ chết, rồi những người mình gặp rồi họ cũng chết rồi. Và cái điều đó, như hôm trước chúng tôi có chia sẻ với một số bạn bè đó, nó làm cho mình nhìn cuộc đời một cách bình thản hơn và mình sống tử tế hơn. Thứ nhất là đối với mình, như chúng tôi mới vừa trình bày đó, mình thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Thế bây giờ ngồi nói chuyện chút xíu nữa, bước ra khỏi đường, khỏi nhà là xe tông chết, hoặc trượt xuống đập đầu xuống đường là chết, hoặc đi ra đường là bị truyền nhiễm một cái bệnh nào đó, hoặc là bệnh corona hay gì đó, rồi về bị bệnh mấy ngày mấy tuần rồi chết, mình không biết rồi. Có thể mình chết ngày mai, ngày mốt, tháng tới. Thử ra khi mình còn sống ngày nào là mình sống cách bình thản, buông bỏ, sử dụng cái thời gian còn lại sao cho nó có ích lợi ngay bây giờ.
sống tử tế với mọi người, an vui. Thứ hai là những cái người mình tiếp xúc, chẳng hạn người thân trong nhà, hoặc là bạn bè, hoặc những đối tác mình làm ăn buôn bán, hoặc mình ra đường, hàng xóm này kia, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Mình để không có cái gì mình phải đâm ra sân, ra hận thù, hờn giận lâu. Nên khi mình bực là chút là thôi. Dĩ nhiên là mình là phàm nhân thì mình cũng còn tánh sân. Nhưng mà đừng để lâu dài, đừng có tưới dầu vào trong lửa. Lửa nó nhóm lên rồi thì mình cố gắng lấy nước dập tắt cái ngọn lửa sân. Mình thương họ, bởi vì thường thường là như vậy. Mặc dù mình ghét người nào đó, mà nghe cái tin người đó qua đời tự nhiên mình thấy thương. Ra khi người nào mình gặp đối tác rồi họ có những cái hành động không phải, không tốt với mình bực ra, tự nhiên mình cũng nghĩ lại. Những người đó họ sống với cái nghiệp của họ, và họ có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể bữa nay họ đang gây gỗ với mình, họ tìm cách chăm chích, chăm trọc, chê bai mình, ngày mai họ chết rồi, mình không biết rồi. Mà nhiều khi họ có bệnh hoạn trong người họ rồi mới đâm ra bực tức, mình cũng không biết cái tình trạng của họ. Nhất là ở trong cái môi trường mạng, trong mạng xã hội thì cũng vậy. Có những cái mà tranh cãi rồi đưa ra những chuyện chửi bới với nhau rất là đáng tiếc. Mà mình không biết cái người đó là ai, chỉ biết qua cái tên hay là cái nick vậy thôi. Nhiều khi họ bệnh hoạn này nọ, họ đâm ra bực tức rồi bực bội rồi họ tìm cách gây hấn vậy thôi. Rồi nhiều khi được đùng một cái mình được tin họ qua đời, cái mình cảm thấy mình thấy hối hận, mình tiếc. Ra mình cố gắng, mình phải sống bình thản, đừng có chấp những cái chuyện đó, chê bai khen tặng này nọ cũng phải trái hơn thua là cũng chỉ là thoáng qua thôi, vô thường thôi. Khi mình nghĩ là cái chết nó có một cái tác động rất là hay, nó giúp cho mình sống bình thản và sống tử tế. Một biểu thức cô động có thể được sử dụng để phản ánh thường xuyên trên bản chất tử vong của tất cả chúng sinh, có thể được tìm thấy ở một câu kệ trong tập kinh Udanavaka, Pháp tập yếu tụng kinh. Trong các bản kinh pháp cú khác nhau, chẳng hạn như câu pháp cú câu kệ 148 và các kinh văn khác như ở trong Mahavatsu Đại sự và Divayadana Thiên nghiệp thí dụ. Một câu nói ngắn gọn như sau: sự sống kết thúc trong cái chết. Tức là khi mình sống rồi, một ngày đó nó sẽ hết thì là mình chết. Ngắn gọn như vậy thôi, để mình hiểu. Tức là cái chết nó đi đôi với là cái sống. Mình còn sống rồi thì mình sẽ chết. Chết bất cứ lúc nào, chứ không có tránh được. Không có thể, có thể kéo dài được, có thể không, nhưng mà cuối cùng rồi cũng phải chết. Mình hiểu được như vậy. Khi mình hiểu được như vậy rồi á, thì mình thấy cái nhìn của mình nó khác nhiều lắm. Thành ra ngay cả bản thân chúng tôi bây giờ cũng vậy. Mỗi ngày khi chúng tôi hành thiền theo dõi hơi thở, thì có một lúc chúng tôi niệm về cái chết. Niệm đơn giản, nó không có gì khó khăn, nhưng mà thấy ngay bản thân mình thấy có ích lợi. Tức là mình hít vào thì mình niệm chết, 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 chết. Khi mà niệm hết cái hơi thở hít vào rồi, cái mình ngừng. Rồi khi mình thở ra thì mình niệm buông, tức là buông không có dính mắc gì hết. Tức là khi mình hít vào có thể đó là một hít cuối cùng. Bởi vì ngài Anala vô ngài đi tụng niệm cho hộ niệm người chết, ngài thấy đó. Nhiều khi cái người sắp chết họ hít vào một hơi, họ ngưng lại rồi họ chết. Họ không có thở ra nữa. Hoặc họ thở cái khì ra một cái, họ có ngưng lại, họ chết, họ đi. Đơn giản như vậy. Thành thử bây giờ mình phải tập. Mình hít vào cái mình thấy có thể đó là cái hơi thở cuối cùng của mình. Là mình không có sợ, quen rồi. Nhưng mà nó nhắc nhở cho mình. Mình khi mình hít vào chết, mình niệm. Ngừng cái mình, khi mình buông ra, mình thở ra, cái mình buông. Tức là mình không có dính mắc nữa. Mình buông hết tất cả. Mình đi theo cái nghiệp của mình. Chết, được cái buông. Chết, buông. Chúng ta niệm chỉ khoảng 3 hơi hoặc là 6 hơi như vậy, cảm thấy nó nhẹ nhàng. Không có chạy theo, nhiều khi đầu óc mình ngồi ở đó, nhưng mà nó dễ phóng tâm ra những chuyện khác. Mình lo nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi mình nhắc nhở cho mình như vậy, cái tự nhiên mình không có nghĩ những cái chuyện khác nữa. Mình nghĩ ngay cái hơi thở của mình. Có thể là mình sống theo từng hơi thở thôi. Đức Phật cũng có dạy, cái mạng sống mình chỉ bằng một hơi thở thôi. Hít vào mà không thở ra là chết, hết sống. Mình thở ra mà không hít vào là hết sống. Nó chỉ đơn giản như vậy. Sự sống kết thúc trong cái chết.
Một câu ngắn gọn như thế, nếu để nó thấm sâu vào trong tâm trí bằng cách hồi ức lặp đi lặp lại, có thể tạo ra một hiệu ứng biến đổi rất đáng kể. Tôi sẽ trở lại sự thực hành quán pháp này về cái chết của mỗi hành giả trong chương 24, chương cuối cùng sẽ trở lại. Một suy tư khác và toàn diện hơn của chính Đức Vua Pasenadi được tìm thấy trong một bài kinh của Tạp A Hàm và bài kinh tương đương trong Tăng Nhất A Hàm và bài Tương Ưng Bộ. Trong bài kinh, nhà vua tự suy nghĩ về tầm quan trọng của già, bệnh tật và cái chết. Để bổ sung cho bài kinh vừa nêu ở trên, chúng tôi ở đây tức là Ngài Tỳ Kheo Analayo trích dịch phần đầu của bài kinh như sau. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ. Có ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Đó là già, bệnh, chết. Nếu không có pháp này, ba pháp này thì thế gian không yêu, không mến, thì chư Phật Thế Tôn không xuất hiện ở đời và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ. Rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Vì có ba pháp này mà tất cả thế gian không yêu không mến là già bệnh chết. Nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời và thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Đó, tức là có ba cái pháp đó. Mình không thích nghe, mình không yêu không mến nhưng mà nó có, mình không có bỏ được. Nó là già rồi bệnh rồi chết. Bởi vì có ba cái pháp đó, ba cái hiện tượng đó, pháp ở đây tức là cái hiện tượng, cái đặc tính ở đời. Bởi vì có ba cái hiện tượng như vậy thì Đức Phật mới ra đời, chứng ngộ được và bắt đầu giảng cho chúng ta để chúng ta học làm sao chúng ta hiểu được ba cái đặc tính đó, rồi làm sao để mà thoát ra ngoài ba cái đặc tính đó, già, bệnh, chết. Mà bây giờ chúng tôi đang trải qua, mình già, mình bệnh, còn cái chết thì mình sẽ chết. Hoặc là bây giờ mình nhìn xung quanh mình thấy rõ ràng như vậy. Thấy rõ ràng. Bài kinh tiếp tục với việc vua Pasenadi trình bày suy tư của mình với Đức Phật và Ngài bày tỏ sự đồng ý. Ý tưởng tương tự như vậy cũng được tìm thấy trong Tăng Chi Bộ, trong Kinh Nikaya. Và các bài kinh tương đương trong Tạp A Hàm mà qua đó sự có mặt của cái chết cùng với tuổi già và bệnh tật là những gì thúc đẩy một vị Phật xuất hiện và giảng dạy trong thế giới này. Và chúng ta còn nhớ là khi Đức Thích Ca Mâu Ni vẫn còn là một chàng trai trẻ, Ngài đi chơi, Ngài Bồ Tát đi dạo trong thành, Ngài thấy cái cảnh, cảnh người già, cảnh người bệnh, cảnh chết, động tâm của Ngài. Đó. Khi mà chúng tôi ở đây, mình không phải là nói quá, nhưng mà thật sự xin chia sẻ cái thật sự là kinh nghiệm bản thân. Khi mà chúng tôi vào bệnh viện, đi qua những cái khu là người nằm bệnh, rên la là bệnh này kia, rồi qua những khu mà họ chờ chết, những người già, nó có cái động tâm rất mạnh, mặc dù mà không nói ra, nhưng mà khi mình nhìn vậy là mình thấy động tâm vô cùng. Mỗi lần đi như vậy, ngày nào chúng tôi cũng đi thăm người bệnh, mỗi lần đi như vậy là mình thấy thấm thêm chút, thấy rõ ràng như vậy. Các anh chị cũng chúng tôi khuyên là nên đi vào, thỉnh thoảng nên tổ chức đi vào quỹ lão, những khu dưỡng lão, những nhà dưỡng lão, những người già neo đơn, những chùa hoặc là những cơ sở xã hội, để mình nhìn tận mắt những người già nằm ở trên cái giường bệnh như vậy, lăn lộn như thế nào, hoặc là cô đơn như thế nào, con cháu không có. Rồi có thể là nếu được đi vào bệnh viện, mình có thể, ở Việt Nam cũng thấy có những cái tổ chức từ thiện, họ cung cấp cháo hay là thức ăn là cho những người đi nuôi bệnh, mình có thể tham gia đó, rồi sẵn đó rồi đi thăm, đi xem. Nhất là ở Việt Nam chúng tôi thấy qua những cái màn TV quay lại những bị cái tình trạng tương đối cũng thiếu thốn, thành ra có khi có 2-3 người nằm trong một cái giường, chia một cái giường bệnh, và có khi những người họ nằm dưới đất họ đợi không có đủ chỗ để nằm, thấy rõ ràng như vậy. Thấy trước mắt, khi mình nghe trăm nghe không bằng một thấy, nên đi làm từ thiện. Thứ nhất là tạo phước, thứ hai là làm cái bài học cho mình. Chúng tôi mỗi lần đi vào trong nhà dưỡng lão ở đây thăm những cái người già, những người Phật tử lớn tuổi rồi, bây giờ con cháu nuôi không có nổi, nó chờ chết, nằm trong viện dưỡng lão, chúng tôi đi thăm, rồi mình nhìn chung quanh mình thấy sốc, buồn. Nhưng mà đó là một cái sự thật cần phải
phải nhìn cho rõ. Bài kinh Thánh Cầu và bài kinh tương đương trong Trung A Hàm xác nhận rằng cái chết là một trong những yếu tố nổi bật của khổ, dukkha, thúc đẩy vị Phật tương lai bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cho riêng mình để tiến đến giác ngộ. Theo giáo sư Roy Amor, Ngài Bồ Tát quyết định xuất gia thực hiện cuộc sống của một du sĩ là một nỗ lực để giải quyết vấn đề tồn tại của sự kiện bị đưa dần đến cái chết. Mục tiêu của Ngài là chinh phục cái chết trong cuộc sống. Mình thấy. Sau khi giác ngộ và trước khi bắt đầu truyền giảng giáo pháp, theo kinh Thánh Cầu và bài kinh tương đương trong Trung A Hàm, Đức Phật tuyên bố rằng Ngài đã đạt đến trạng thái bất tử. Khi đã đạt được bất tử qua sự giác ngộ hoàn toàn, vị ấy không còn bị ảnh hưởng bởi cái chết của bản thân hay của người khác. Bất tử ở đây rất là cái tâm bất tử chứ không phải là cái thân bất tử. Mình nhớ như vậy. Tức là không còn tái sinh luân hồi nữa. Cái thân thì đến lúc mà nó hết tuổi thọ thì nó sẽ ngưng hoạt động thôi. Chúng tôi đã nói là đó là cái mục tiêu cuối cùng tối hậu của tất cả những người con Phật đi theo cái bước chân của Ngài. Nhưng mà trước khi đó thì mình phải thực tế có từng giai đoạn, và cái giai đoạn đầu tiên làm sao là mình nhắm được nhập cái dòng giải thoát, tức là đạt cái quả đầu tiên là quả dự lưu trước, và cái quả dự lưu đó mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, ai cũng đều có khả năng nếu chúng ta nỗ lực tu tập và có đầy đủ phước duyên. Và khi chúng ta nhập được cái dòng thánh giải thoát đó rồi thì tối đa là 7 kiếp thôi là xong, là không còn tái sinh luân hồi nữa. Thì như vậy thì chúng tôi xin dừng ở đây, coi như là hôm nay xong cái phần này hơi sớm và cũng xin dừng ở đây. Và như thường lệ thì xin phép để đọc được cái phần hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngộ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm cũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng ta thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin kính cảm ơn chị Nhật Bình và các anh chị trong ban điều hành và tất cả các anh chị khác đã lắng tâm thanh tịnh, lắng nghe chúng tôi trình bày chia sẻ trong 90 phút vừa qua. Trong thời gian chia sẻ, nếu có chi sơ sót thì cũng mong quý vị quan hệ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.